Tôi muốn đi du lịch. Là vì từ nhỏ tôi không có một gia đình ấm cúng. Nên nếu anh thấy gia đình này ấm cúng thì anh ở đây đi. Đúng đó, cháu Hữu Văn, nếu cháu thấy thích cứ ở đây nhé. Dạ cảm ơn bác. Nhưng cháu từ lâu không quen chung dân một chỗ. Bác biết không, nhiều lúc á, cháu muốn có 72 phép biến hóa như là tác giả Ngô Thừa Ân đã viết cho Tề Thiên Đại Thánh, để cháu đi khắp năm châu bốn biển. Thu Lan nè, bác thấy cháu ở nhà mãi cũng buồn, hay là cháu cùng với Hữu Văn đi dạo chơi đi. Má, má. Dạ cảm ơn bác gái, cháu đang mơ ước được như vậy đó. Được, chúng mình đi. Dạ, con xin phép bác. Dạ xin chào bác gái. Chào anh Kiệt, em Phượng, anh đi nha. Trời ơi. Anh cảm ơn số mệnh đã đưa anh gặp em. Cảm ơn anh quá trọng em. Ngồi ở đây nhìn qua bên kia, phong cảnh thiên nhiên đã làm cho tâm hồn mình sảng khoái. Thu Lan, em có cảm nhận như vậy không em? Anh Hữu Văn, có chứ. Em còn mơ ước được như đôi chim trời bay lượn giữa tầng không, xa lắm cả thế tục phù du đang xảy ra ở bên mình. Đôi chim sẽ liêu lo tâm sự mà không ai can dự. Em muốn nói chuyện trần gian đã làm cho em bực mình. Anh Kiệt có phải là hắn đang theo đuổi? Chuyện tình cảm của người xin anh chớ can thiệp tới. Anh vui miệng nói thôi xin em thứ lỗi. Giờ nói chuyện của mình đi còn tất cả cho. Cảm ơn, chúng tôi không mua hoa đâu. Mua giùm em đi thầy cô, em phải bán hết số hoa này mới có tiền mua thuốc cho má em đó. Thôi được rồi, tôi sẽ mua giúp cho cô hoa này ha. Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm, cảm ơn thầy. Này, em cầm tiền đi. Còn hoa này đó, ta tặng cho em mới mang về cho má ha. Thầy tốt quá à, chúc thầy cô được nhiều hạnh phúc. Anh Hữu Văn, em không hiểu tại sao anh làm vậy chứ gì. Cô bé dễ thương như vậy, tại sao đâu bằng tay bé nhỏ kia không cầm búp bê hay là đồ chơi, mà lại phải mang qua đi bán để nuôi mẹ. Em à, anh không chịu được. Em chỉ muốn nói là anh đang không có. Anh không có tiền, nhưng mà mai anh lãnh lương rồi. Anh rất thật. Ở đời có nhiều người giả dối, nhất là trước bạn gái. Thôi bỏ qua đi em. Em ơi, em xem kìa. Đó, hai cụ già lúc ta mới tới đây, tới bây giờ vẫn tay nắm tay nè, đầu tựa đầu thủ thỉ, tâm tình không dứt. Anh cảm động quá. Đó mới là tình yêu thật sự. Họ đã tay nắm tay hết nửa cuộc đời để vẽ lên một bức tranh tình sáng đẹp với ngàn sao. Tình trao từ buổi ngây thơ, giờ đây tóc đã phai màu, bao sắc son vẫn vẹn nguyên. Lòng anh giờ đang nghĩ suy mơ hồ, cho nên dương dâng lưới tình, hãy nên xây đắp mộng đời tương lai đang chờ, đừng hoang phí đời trai. Anh hãy nghe em, anh là một kẻ có tài, có trí. Đừng làm em thất vọng. Thôi em về. Anh cảm ơn những lời khuyên của em. Hẹn gặp lại nhé.
Ai đó? Đợi một chút. À, Thu Lan. Trời ơi, ngọn gió nào đưa em đến đây vậy? Mời vào, vào. Em, ngồi xuống đây đi. Nè, bộ hôm nay rảnh hả? Em không rảnh, nhưng hôm nay em cần có người bạn để tâm sự. Trời ơi, hân hạnh quá. Được em chọn là bạn để tâm sự hả? À, nè, 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 anh rót nước em uống ha. Chết rồi, hết nước chín rồi. Em ơi, để anh đi nấu nha. Thôi mà, được rồi. Anh đang viết phải không? Phải rồi. Anh chứng kiến những việc xảy ra trước mắt, lòng anh có mối cảm hoài khó tả. Anh định viết một câu chuyện. Anh tưởng tượng là sẽ thành công. Viết xong rồi ha, là anh có thể chu du liệt quốc. Trời ơi, cái đám quỷ này, tụi bay làm ăn như vậy đó hả? Nè, chết nè, chết nè. Tao đánh hả? Tao đánh cho mày chết luôn đi. Trời ơi là trời, sao mà khổ thân tôi quá vậy nè trời. Khung cảnh như vậy làm sao mà anh viết được? Ôi, viết không được cũng phải ráng em ơi. Mỗi ngày nghe vậy đó, ít ra cũng phải 5-7 lần như vậy đó. Tại sao anh không tìm nhà khác? Vì đây là nhà người quen, tin giá phải chăng? Giả lại anh đang trong cảnh không tiền, dù bực bội đến đâu anh cũng ráng. Ngày qua ngày nó cũng phải quen thôi. Nhưng anh là một nhà văn, phải ổn định tinh thần để chết chơi. À, cái việc đó hả, đành phải tính lại sau em à. Cuộc sống hiện nay không phải chỉ một mình, biết bao nhiêu người họ còn khổ hơn ta. Thôi gác chuyện đó lại đi. Nè, bây giờ để anh đọc đoạn này em nghe ha. Cậu Văn à, đang tiếp bạn gái hả? Nè, ra ngoài này tôi nói chuyện chút. Có gì Kim nói đây đi. Đây là bạn thân của tôi, cậu rất là hiểu tôi, cô nói đi. Nè, cậu tính làm sao mấy tháng tiền nhà của tôi vậy cậu Văn? Cái gì? Trời ơi, tôi mới vừa đưa tiếp hôm qua mà. Đó là tháng trước, cậu quên rồi sao? Hôm nay là đã là tháng thứ hai. Cậu quên hả? Là tôi chết luôn đó cậu à. Một năm trời đùng đầu tôi chưa hề sai trái, biết cho mướn lấy tiền nhưng cũng dành chút tình. Đó đó, cô thấy đó thấy không? Tôi phải làm sao khi phải nuôi cả một đàn con. Nè cậu Văn ơi, bây giờ thì cậu tính sao? Xin thiếp yên dạ, tôi trả dụm mấy tháng còn lại để anh ấy yên lòng làm hết việc của mình. Cô đã hết cho cậu ấy hả? Thì cảm ơn cô nha. Nè cậu Văn, cậu có phước lắm đó nha. Có người bạn gái tốt lắm đó. Rồi bây giờ nhận tiền rồi phải không? Làm ơn đi đi. Tụi nó đi đi à. Đi thì đi chứ cái làm là dữ gì. Thu Lan, tại sao em làm như vậy? Anh đã nói xem em là một người bạn, sao lại còn tính toán? Hôm nay em ở đây ăn cơm với anh, anh cứ viết đi, để em xuống bếp em nấu cơm nha. Trời ơi, trời ơi, đây là thật hay là mộng nè trời. Thu Lan, em chạy đi đâu vậy? Thu Lan. Tại sao Bích Vân lại xua đuổi em? Em à, người bệnh vừa mới hồi tỉnh, thần trí hỗn loạn đâu có biết cái gì đâu mà em trách người ta. Nhưng Bích Vân nhìn ai cũng không có phản ứng, đến em thì nó la hét lên, quăng ném cả đồ đạc. Vậy à? À, thôi, anh biết rồi. Như vậy không hẳn là Bích Vân mất trí đâu. Vì theo lời thuật của em thì Bích Vân có lẽ chất chứa ghen tương với người mà cô ta chất quán ngậm hờn đè nén bao lâu giờ gặp dịp tuôn tràn. Nhưng em với Bích Vân đã là mẹ bạn. À, em đã quên rồi, anh kiệt tài quá. Nhưng tai nạn xảy ra đã gây thống hận cho cả gia đình chung chiều. Biết đâu hắn bội tình bội nước gây quốc hận cho Bích Vân, hai bên cãi nhau mới gây nên đại họa. Anh nghĩ sao mà tự nhiên phóng đại một sự việc hoàn toàn vô lý? Em chỉ nghĩ là em thiếu may mắn mà thôi, chẳng có em thì không có thảm kịch này, nên bây giờ em phải có trách nhiệm với Bích Vân. Nhưng người ta đã xua đuổi phụ phàng. Em đừng tự trách mình mà hành hạ bản thân. Trời ơi, bây giờ em biết tính làm sao đây? Em đừng tuyệt vọng, đã có anh. Hả, Thu Lan? Em à, tại sao mặt mày em xanh lướt vậy hả? Hữu Văn, cả thành phố này ngoài anh em không còn ai nữa. Em hãy bình tĩnh lại, có chuyện gì hãy nói cho anh nghe đi, nói đi.
Hiện em không có nhà để ở, không có chỗ để đi. Trời đất mênh mông mà không có nơi cho em tạm trú. Thu Lan à, có phải nhà họ Trần đã làm cho em buồn không? Phải không? Tai nạn của Bích Dân đã làm cho mọi người đau khổ. Em không trách họ đâu. Em không trách họ, nhưng mà sao? Nhưng mà tại sao em lại bỏ đi mà trên nhát mặt chứa đầy u uất vậy hả? Thử Dân, anh ơi, giờ đây em như một chim non không còn tổ ấm, mà bão tố cuồng phong đã đẩy xô, không biết trôi dạt đến phương nào. Gió bụi đường xa thêm tuổi phận lạc loài, thì em cứ đến đây cùng anh bầu bàn, vì anh cũng chỉ là một cánh chim đơn. Hãy cùng anh sống kiếp lãng du, cảnh lạ đường xa sẽ dời đi phiền nào. Những trần gia đang trong cơn xuôi sấm, dầu người phụ em nhưng em thật chẳng đành lòng. Thu Lan à, nhà họ Trần đã bàn tại em. Anh nhớ có lần em nói với anh là Bích Dân có xua đuổi em. Như vậy tại sao còn quyến luyến làm cái gì nữa hả? Em nói cho anh nghe đi. Nói đi em. Anh Kiều, ngày nay Bích Dân đang giữa hai bờ sống chết, còn anh Kiều thì như một phế nhân khi đang tuổi mộng xuân thời. Dù bác gái đã bạc đại em, bác trai đối với anh Kiệt và cả Bích Dân, em hãy còn ân nợ. Đi cũng lỡ mở lại càng thêm khổ, em không biết xử sao cho toàn vẹn thủy chung. Thu Lan ơi, em là một cô gái giàu lòng nhân hậu, một đóa hoa trắng trong tinh khiết, không thể nở trong mùa thu ảm đạm, mà phải được cô sắc khoe hương trước một mùa xuân đang nở ánh bình minh. Em hãy đi với anh. Đi đâu bây giờ? Em không thể xa thành phố được, em phải ở gần để săn sóc Bích Dân. Bích Dân, Bích Dân, Bích Dân, lúc nào em cũng Bích Dân hết à. Nhưng mà em trong tình trạng này nè, nay mai sẽ ốm nặng thôi, còn săn sóc ai được nữa. Em hãy đi về vòng với anh, lúc trở về em sẽ khỏe lại và quên hết phiền não. Anh là một triết nhân là đúng hơn, anh nói hay lắm. Nhưng anh chưa cho em biết là mình sẽ đi đâu và đi bằng gì, lấy gì làm lộ phí, trong khi chúng ta... Em yên tâm đi, anh mới lãnh lương nè. Bây giờ chỉ cần mượn tạm thêm một chiếc xe đạp nữa là chúng ta có thể chu du ngũ hồ tứ hải. Chúng ta sẽ như cánh chim xanh giữa trời thanh thanh, cất cánh bay giữa nơi cao động, trời đất giàu có sao động, cũng không tách rời cánh chim. Rồi ta dạo qua ngũ hồ núi non chập chờn, nhưng mà chúng ta đang ở nơi đây, thấy đâu ra núi biển bây giờ. Hai chiếc xe đạp, một túi hành trang, ta đi từ đây ra tới bờ rịa Long Hải nè, Vũng Tàu nữa. Này 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 này, không chừng hen, khỏe rồi đó mình lên Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt, lo gì không có ngũ hồ tứ hải, phải không? Cô là người gieo tai họa của nhà tôi, cô đi mau đi. Đi đi. Được, em đi với anh. Để em viết mấy chữ lại cho bác trai. Em viết đi. Cứu khôn còn nguy, đó là bổn phận của mọi người, chứ nào phải riêng anh. Đứa bé thoát nguy, ông bà rất mừng, thì mình cũng mừng chia sẻ với người ta. Em thấy vui vui trong chuyến đi này. Anh đợi câu này của em. Ở kìa, có người đi tới kìa, mình hỏi thăm đường đi ha. Trời ơi, Thu Lan, lúc nào em chạy đến anh thì mặt mày cũng xanh nước, có chuyện gì vậy em? Hôm nọ anh cầu hôn em, bây giờ anh có còn định cưới em không? Em sao lại không? Em là người anh yêu thứ nhất, mà cũng là người cuối cùng của cuộc đời anh. Anh vui mừng mà đón nhận tin này. Nhưng Thu Lan à, anh muốn biết có phải em bị kích động mà tìm đến anh không?
Thu Lan ơi, anh muốn được em cả thể xác lẫn linh hồn, chứ không muốn lấy một hình bóng xa xôi. Một thân xác vô tri chẳng có linh hồn, mà anh cần một tình yêu và một mái ấm gia đình. Trong đời chìm nổi linh đinh, đời em trong cậy nơi anh, em đến với tất cả lòng mình, xin anh đừng nghi nan. Anh sợ em trong cơn tuyệt vọng, tìm đến anh như tìm một chiếc phao, mai kia gian dở nửa chừng thì đời anh càng tuyệt vọng thêm. Em đến đây là lòng em đã nguyện, cuối cùng anh xây dựng mấy gia đình. Như vậy anh sẽ lo liền tìm một căn nhà lo việc hôn nhân. Để em viết thơ báo tin cho bác Trần. Rồi em viết đi, anh đi nghe. Ta phải đợi con Thu Lan về hỏi nó coi chuyện gì mà nó xúc động bỏ chạy cũng như điên vậy đó. Má, Thu Lan đã định dọn ra ngoài rồi, má kêu vào phòng nói chuyện gì vậy? Alo, ai đó? Bác trai đó hả? Thưa bác, con đang ở nhà Hữu Danh, chúng con chuẩn bị đám cưới. Bác đừng tìm con không bao giờ trở về Trần gia nữa. Alo, Thu Lan, Thu Lan. Thu Lan nó nói gì vậy? Nó bảo nó sắp làm đám cưới với Hữu Văn và nó không bao giờ trở về đây nữa. Đám cưới với Hữu Văn cũng là một việc tốt, tại sao lại nói không trở về đây nữa? Trời đã định rồi, giờ thì má và Thanh Phượng đã yên tâm rồi đó. Em không yên tâm. Thu Lan rất hiền lành, không bao giờ muốn cho Bích Dân buồn. Chị đã hứa ở lại săn sóc cho Bích Dân, tại anh và má ép Thu Lan phải ra đi đó. Kìa Phượng, sao con nói má ép Thu Lan? Tình cảm của Thu Lan với anh hai làm sao giấu má. Ai cũng lo cho Bích Dân nên phải hy sinh Thu Lan thôi. Thu Lan đâu có yêu Hữu Văn, vì muốn cho con và Bích Dân hạnh phúc cho nên phải lấy Hữu Văn. Má còn ép Thu Lan chi nữa? Anh Kiệt, con đổ tội cho má sao? Thật là tội nghiệp cho con Thu Lan quá mà. Nội, nội đừng khóc nội. Sao mà khổ vậy? Phượng, em hãy kiếm gấp được Thu Lan, mời cô trở về đây. Nói rằng anh chẳng xâm phạm cô không được hủy cuộc đời trong sạch vào tay của một người mà cô chẳng yêu bao giờ. Em sẽ cố gắng đi liền đây tìm cho được Thu Lan. Anh đừng nên bận tâm. Con biết cả gia đình đang hy vọng tìm được Thu Lan về cho mọi người yên lòng. Dạ, con đi ngay. Hữu Văn, Thu Lan, tin đám cưới hai người đến quá đột ngột, không chuẩn bị kịp gì cả. Chúng tôi chỉ đủ sức đăng ký kết hôn để hợp thức hóa cuộc hôn nhân thôi. Chúng em hoàn cảnh giống nhau, đơn giản như vậy thôi. Cũng quá ổn rồi đó anh. Thu Lan, em đã khác. Em giống như một căn nhà thật sự. Tôi đảm bảo sẽ có một căn nhà thật sự cho Thu Lan mà. Tôi thật xúc động. Từ lúc Bích Dân gặp nạn, tôi mất hẳn nụ cười. Nhưng hôm nay tôi muốn la to lên để mừng cho hai người bạn thân yêu của tôi hạnh phúc. Cảm ơn anh. Giờ xin phép anh chúng tôi vào thăm dì Hồng với Bích Dân. Má được thiệp cưới, má mừng lắm. Đã dự bị sẵn quà cưới cho em rồi. Thanh Phượng, em có muốn nói gì với chị không? Anh Kiệt nhờ em chuyển lời đến chị, nhưng đã trễ rồi. Giờ em chỉ hỏi, chị với Hữu Văn thật sự hạnh phúc hay vì một lý do nào khác đã ép buộc chị? Chị thật tâm muốn xây dựng mái ấm gia đình với Hữu Văn, còn anh Kiệt giờ đây chị xem như là một người anh vậy. Thu Lan ơi, mình vào thăm Bích Dân đi em. Dạ đi. Em ở đây với Dũng nha. Dạ. Thanh Phượng, Hứa
Hữu Văn ơi, em về rồi nè. Em đi đâu mà lâu quá vậy? Anh nghỉ viết một chút đi, em nói chuyện này cho anh nghe nè. Mà anh hứa lắm là đừng có giận em mà nghe. Thôi mà, anh đang viết bài gấp, nói đi. Anh biết không, hôm nay em mua quà cho Bích Dân hết 200 ngàn. Cái gì? 200 ngàn? Dạ, em mua cho Bích Dân một chiếc vòng có gắn hai lục lạc, đẹp lắm anh à. Em lựa mãi mới được đó. Em biết em xài một số tiền khá lớn, nhưng đối với Bích Dân và gia đình họ Tạ, em phải làm như vậy mới yên lòng được. Hứa Văn à, anh có trách em không? Tại sao lại phải trách em chứ? Nè, rồi dì Hồng và Bích Dân có nói sao về quà của em không? Họ mừng lắm. Mình vẫn nói từ nay mỗi lần nghe cái lục lạc của em á là nhớ tới Thu Lan liền à. Thôi, anh viết đi, để em đi nấu cơm nha. Thôi khỏi, anh đang ăn mì gói rồi. Ăn mì? Em xin lỗi anh, lần sau em không có về muộn nữa đâu. Anh biết không, đám cưới của họ sang trọng quá à. Nhất là lúc Bích Dân mặc áo cô dâu đẹp lộng lẫy đi, và hai người đi vào nhà thờ, em hâm mộ quá. Thu Lan à, em không có chuyện gì khác nói sao mà em cứ mãi nhắc cái chuyện Bích Dân, Bích Dân và hôn lễ sang trọng của người ta. Có phải là vì em đã chán chường thân phận cơ hàn, hướng nhìn trời cao mà mơ ước ngỡ vì sao? Mỗi ngày hai bữa rau cháu chẳng còn hứng thú chi nữa. Anh nói chi những lời khi ta đã vui buồn có nhau. Nếu mà lòng em ham sang giàu đâu đến nơi này, sống cùng với anh cùng chia sớt nỗi khổ đau. Những gì em nói chỉ là vui miệng phê phán của một cô gái bình thường cũng có những mơ tầm thường mà thôi. Anh xin lỗi em, anh đã nghĩ bậy bạ quá. Nhưng mà em đừng có lo, anh sẽ thành công, nhất định anh sẽ thành công. Anh sẽ lo cho em, không phải tầm thường như mà em nói đâu. Anh sẽ mua sắm cho em một cái máy chụp hình này nhé, một cái đờn piano ha, một căn nhà rộng rãi sang trọng, được không? Cảm ơn anh. Hiện em chỉ mơ một chiếc xe đạp để đi làm. Anh Hứa Văn. Hả? Cái gì? Anh Hứa Văn. Cái gì? Cái gì mà la quảng vậy? Anh Hứa Văn à, 500 ngàn đồng em mới lãnh lương về để đóng tiền điện nước, mất hết rồi. Hôm nay là ngày không đóng tiền là họ sẽ cướp điện đó. Hứa Văn, anh đã lấy phải không? Bây giờ nghi anh ăn cắp tiền phải không? Em không nói là anh ăn cắp, nhưng ngoài anh ra thì còn ai lấy bây giờ? Không sai, anh đi với anh Tám Anh, anh cờ bạc phải không? Tôi đi chơi với vợ chồng Tám Anh á, cả thằng An nè, thằng Hải nè, thằng Liêm, thằng Dũng, thằng Phương nè, được không? Hả? Được không? Trời ơi, hôm trước anh nói là sách của anh người ta không xài, anh tức tối nên đốt bỏ. Em mới giành giật lại, đến nỗi phỏng cả tay. Vậy mà em vẫn ráng đi làm, để anh rảnh rang trau dồi nghệ thuật. Không ngờ anh lại nhẫn tâm đem đi vào sòng bạc, chẳng nghĩ đến tương lai. Anh biết không, chuyện nọ đôi ngày mai. Tôi lầm lỡ lấy cô là tiêu tan cả đời nghệ thuật. Cô nghĩ đó, tôi còn biết phải làm gì hơn nè, là cờ bạc cho vui chơi, được không? Hả? Được không? Được không? Anh Hữu Văn, anh có thể nói với em như vậy sao? Nếu không vì anh, vì em, thì anh cũng phải nghĩ đến con của anh chứ. Hả? Em vừa nói cái gì? Em nói là em đã có thai. Hả? Em sắp làm mẹ rồi. Hả? Hữu Văn à, anh có mừng không? Anh sắp làm cha rồi đó. Phá thai đi. Anh Hữu Văn, anh nói gì? Tôi nói là em phá mẹ cái thai đó đi. Trời ơi, anh biểu em phá thai à? Anh nói thật là anh không có thương nó à? Anh không thương nổi. Đời sống cực khổ quá mà. Anh đang làm người chồng thất bại, anh có con, anh sẽ làm người cha thất bại nữa. Em hiểu không? Em hiểu không? Phá mẹ nó đi. Trời ơi. Hữu Văn, tại sao anh lại nói chuyện vô lương? Trời cao ơi, có thấu nổi đoạn trường. Dẫu sao cũng là giọt máu của tình thương. Anh đã nói câu hãy phá nó đi.
lắm gìn giữ thai này. Hả? Em giữ à? Được, thì em cứ giữ một mình em đi. Hữu Văn, Hữu Văn. Mà hãy chỉ cho con biết con phải làm sao đây hả má?